Vâng, trên màn ảnh quý vị anh chị các bạn đang nhìn thấy, đang hiển thị trên màn hình là một em ăn tải. Anh em thấy cái logo này thì chắc cũng đoán ra là một của hãng Mitsubishi rồi. Và con mình sẽ đi vào vấn đề chính trong cái video này là sẽ review một em chi tông mới của bến bên Quang Minh. Anh em sẽ nhận ra một là một chiếc bán tải Mitsubishi chi tông, một bản một phiên bản năm 2013, số sàn hai cầu, động cơ 2.5, màu ghi sáng anh em nhé, rất là chất. Thì mình sẽ lên sóng ngay chiếc này để gửi tới bà con, những người đang tìm cho mình một con bán tải chất và hợp lý. Thì mình sẽ giới thiệu cho anh em cái mẫu xe mà nó khá là đa năng ứng dụng, phong giá cũng khá là tải xe support cũng đã khoảng cả bắn ra. Là với cái phiên bản này thì kiểu dáng của chi tông này thì nhiều em thích, nhiều anh em lại không thích cái phong dáng này. Tuy nhiên thì nó cũng rất là bền bỉ để quắn. Càng gần đây cái chi tông đều đã cải tiến rất là nhiều, từng bước cải tiến mà thu hẹp khoảng cách với những người anh cả như và những đối thủ cùng phân khúc. Bởi vì là với cái việc là vào cái phân khúc bán tải này trọng hơn so các đối thủ kia một chút, nhưng mà tuy nhiên thì chi tông hãng chi tông này của hãng Mitsubishi là luôn cải tiến, tiến bộ và cải tiến không ngừng, nên ngày càng chiếm được thị phần cũng như là chất lượng xe ngày càng được nâng lên, nhất là những cái đời gần về đây. Với đời 2013 này thì là vẫn là cái phòng cũ, tuy nhiên thì nó cũng rất là khỏe khoắn, kiểu dáng thì cũng khá là cứng cáp. Anh em xem cái thùng gầm sexy rồi là cái phong dáng của xe cũng khá, còn rất là trường, bằng cứng, rất là chất. Còn mình sẽ báo giá luôn cho anh em nhé, báo giá luôn cho anh em này khỏi chờ đợi. Cái giá là giá trên 300 và cụ thể là 335 triệu, và giá trên thì còn thương lượng được anh em nhé. Anh em thiện chí nhiệt tình thì còn đến thương lượng, còn xem xe và anh em còn giao lưu trò chuyện cũng như là còn được xem xe, còn được thương lượng thoải mái, bớt tần ga thì đừng bớt em mình lỗ là được. Thật sự mà nói thì có mình rất là mê xe, cũng muốn review những xe đẹp để anh em xem cảm nhận. Anh em mua bán hay không thì là duyên và tùy thuộc vào tài chính của anh em nhé, và anh em có thiện chí hay không nữa. Thực sự với cái đời 2013 này thì theo quan điểm đánh giá của em thì cái phong dáng cũng chưa được là thời trang lắm. Nếu quan điểm của em thấy là đây chia sẻ cá nhân thì nó anh em thấy là các logo thì cũng rất là còn đơn sơ thôi. Đó. Chất máy thì ok, sexy ok, nhưng mà tài trang thì cũng thấy chưa được tự nhiên lắm. Tuy nhiên thì là khá là cung cấp. Vẫn là thực ra là phải tài trang thì em thấy cái độ hữu dụng thì vẫn cao, nhưng mà tài trang thì như đài đàn thì chưa thay đổi chỗ. Khóa đèn thì vẫn là cái đèn halogen tròn, nhìn nó vẫn gọi là như một con mắt. Đèn báo rẽ đây, kết hợp đi gần báo xương. Tuy nhiên là đúng bản nhật của em thì nó thiết kế hơi bị đơn sơ. Các chi tiết chia sẻ thật là nó cũng không phải gì đặc sắc lắm, chưa gì nổi trội, khá đơn giản. Tuy nhiên là chất xe khá là tốn mùa đời 2013, số sàn hai cầu, động cơ là động cơ 2.5 dầu thì khá là khỏe khoắn. Mình sẽ review chiếc này kỹ một chút để anh em cùng xem nhé. Với cửa tiền 300 triệu thì cũng là hợp lý thôi, với anh em với tài chính lanh quanh tầm hơn 300 mà vẫn có thể sở hữu những chiếc xe đa năng hữu dụng như này thì cũng khá ok đấy. Cho anh em xem được cái keo chỉ còn được rất ok này. Tạp lô tạp bì tươi, kính zin 4 cánh nhé nhá, không làm đụng kính zin hết, 2014 này đấy. Alo tắp bi tươi, còn kéo chỉ ok. Khá
là ok là chất. Khá là ok cho anh em với một cái mẫu xe mà nó là không còn tính cao lo anh em ạ, khỏe khoắn rất là chất đấy. Anh em thấy cái cửa còn sao sắc lịch luôn. Đây là bật lên xuống anh em này, đấy bật lên xuống rồi là taxi gầm bệ nó xe là xe sáng chưa. Đây là anh em thấy cung cầm taxi thì khá là cứng, chung chung món ăn gì taxi anh em chết. Cái này là đúng trang bị khá nhiều tung ra. Hai cầu thì có chế độ hai cầu, có nhanh có chậm, rất là uốn bánh, các chiếc xe rất là khỏe khoắn. Đó là chiếc thùng như chiếc xe đây là phần thùng của chiếc xe nhé. Đây, chiếc xe cũng rất là rộng rãi cho các anh em chở đồ đạc rất là ok. Còn mình vừa chở một chiếc lốp để về đi để thay một chiếc xe khác đây. Đây, rất là rộng rãi cho các anh em chở đồ đạc, hàng hóa rất là ok. Vừa về ngay nên con mình lên sóng ngay để anh em xem nhé. Có một cái đèn báo bên sau đang bị vỡ này, con mình sẽ xử lý cái này xong. Chia sẻ thật anh em là xem học vừa về, nó có nào thì con mình sẽ nói thế thôi. Thật sự là nó chất thì bảo là chất, còn gì nó chưa được thì sẽ hoàn thiện cho anh em trong cái phần nào anh em cảm thấy hợp lý và nó khắc phục trong cái phạm vi cho phép được thì anh em xem nhé. Đấy anh em không, đóng cái cửa chắc đấy, chính thích rồi, rất là ok. Một mẫu xe cũng khá là đẹp, nếu quan điểm của em thì nó cũng khá ok với mới cửa tiền hơn 300. Chúng ta sẽ khám phá cái khoang động cơ của cái đời này xem có gì đặc biệt không nhé. Và đây là cái khoang động cơ của chiếc xe này, máy dầu động cơ 2.5. Đây, quay mọc vừa về, xe vừa về, đây, quay mọc anh em xem luôn nhá. Khoang máy vẫn còn mùi đường đây. Tuy nhiên là máy vẫn còn rất là chất. Anh em xem từ cái đầu răng này, bên kia này anh em xem cái đầu răng này, ra còn rất là ok. Kèo okay. Chỉ rất ok nha anh em nhá. Giờ em phanh ABS. Xe có ra. Đã đọc sáng. Rất là ok. Học gì? Đang có vật rất là ok nha anh em nha. Chạy với cả người sau đây của mình sẽ lái thử chiếc xe này vào số và đi. Ta có thấy là với điều hòa của đài này nó đều auto đấy, đùa đâu đấy, điều hòa rất là mát luôn. Giải trí chiếc xe này thì khá đơn giản, chưa có gì, vô lăng là vô lăng mùa ba chấu. Trên vô lăng thì đài này thì cũng mới còi vào túi khí thôi, chưa có option gì thông minh lắm cả anh em ạ. Gương kính nhìn được cái chỉnh điện rồi. Ô tô báo anh em là 29 vạn, 203 mà chạy 29 vạn, chạy khá nhiều. Theo quan điểm cũng là cũng tương đối, nhưng mà tuy nhiên chiếc xe cũng rất là cứng anh nhé. Khá ok.
Đây có chế độ của số là cầu nhanh cầu chậm này, chế độ hai cầu một cầu này. Chưa phải đời này chưa phải số cầu điện anh em, vẫn là cầu tay, vẫn là cầu tay. Đây của số đây, anh tay về thì tay khá ok. Cái đời này 2003 thì nó cũng chỉ vậy thôi các bạn. Sau này mình lái thử cho xe nhé, vào số và đi để chế độ một cầu thôi và chúng ta sẽ cùng đi nào. Chiếc xe này thì ra máy côn số rất khỏe anh ạ, rất mượt mà, rất là chất đấy. Đây, không nhìn đánh lái một tay vận lái rất là nhẹ nhàng, trở lái cũng khá tốt. Đợt này cũng chưa phải lái điện đâu, vẫn là lái cơ đâu, nhưng mà lái cũng khá là khỏe khoắn, chất. Vâng thì anh chị em là đang săn lùng cho mình mẫu xe bán tải vừa tiền, với cả tiền hơn 300 thì đây cũng là một mẫu bán tải cũng khá phù hợp với anh em nào với tài chính vừa vừa. Thì hãy xem video này là mẫu xe này phù hợp thì hãy điện thoại cho Quang Minh nhé, để xem xe nào, xem xe và cảm nhận cũng rất là vui khi đón tiếp anh em đến xem xe, cảm nhận và thử mẫu xe bên Quang Minh. Chia sẻ rất nhiều anh em ở xa cũng ủng hộ và điện thoại, và cũng mong là có dịp anh em đến trực tiếp gặp gỡ anh em giao lưu và xem xe cảm nhận và nói chuyện trò chuyện cùng nhá. Xe pháo thì anh em là mà ưng mẫu xe nào mà có thể là thiện chí mẫu xe nào thì mình có thể là đàm phán anh em thương lượng giao lưu để anh em giá hợp lý nhất có thể để anh em để phục vụ anh em về đi lại cho nó tiện lợi. Vâng, cũng xin cảm ơn anh em rất là nhiều. Trên này cảm ơn anh em. Hẹn gặp lại anh em ở các video lần sau nhé. Còn mình sẽ lên sóng hàng ngày để giới thiệu nhé. Trên này cảm ơn anh em. Xin chào và hẹn gặp lại.